Xin chào và chúc mừng bạn gia nhập Oriflame. Giờ đây bạn là thành viên của một cộng đồng làm đẹp toàn cầu và một trong những công ty bán hàng xã hội lớn nhất châu Âu. Hơn 50 năm qua, chúng tôi đã giúp đỡ rất nhiều người trên thế giới tạo ra thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ. Giờ đây, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến tác động tích cực cho cuộc sống của bạn. Bất kể mục tiêu của bạn là tạo thêm thu nhập hay phát triển công việc kinh doanh toàn thời gian, bạn đều có thể đạt được mục tiêu ấy cùng Oriflame. Có thể bạn muốn đưa người thân đi ăn nhà hàng mỗi tuần, mua được đôi giày hàng hiệu hay mẫu điện thoại mới nhất, dẫn người bạn thân đi chơi xa một cách bất ngờ, cho con cái đi học ngoại ngữ ở trung tâm lớn, hoặc là bạn chỉ muốn gia nhập một cộng đồng làm đẹp tuyệt vời, kết bạn và tìm kiếm niềm vui. Hãy bắt đầu công việc bán hàng xã hội. Bạn có hai cách tạo thu nhập. Bạn có thể kiếm tiền bằng cách giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng, phát triển công việc kinh doanh, tăng thu nhập bằng cách mời người khác cùng giới thiệu và bán sản phẩm. Bất kể bạn muốn đạt được mục tiêu nào, bạn đều có thể kiếm tiền ngay vào ngày đầu tiên tại Oriflame. Nếu bạn đang muốn biết bắt đầu như thế nào, thì chúng tôi mang đến tin vui đây. Xin giới thiệu ba hoạt động sẽ giúp bạn có một khởi đầu hoàn hảo và có nhiều lợi ích nhất tại Oriflame. Sử dụng, chia sẻ và mời bạn bè. 1. Sử dụng sản phẩm và xây dựng câu chuyện sản phẩm. Hãy tìm sản phẩm phù hợp với bạn, sử dụng và trải nghiệm các lợi ích của sản phẩm. 2. Chia sẻ câu chuyện sản phẩm và bắt đầu tạo thu nhập. Chia sẻ câu chuyện sản phẩm của bạn và giới thiệu sản phẩm với ít nhất 3 người mỗi ngày. Cách này giúp bạn tạo thu nhập từ ngày đầu tiên. 3. Mời bạn bè cùng phát triển công việc kinh doanh. Xung quanh bạn hẳn sẽ có người cũng muốn khám phá về Oriflame. Hãy mời họ cùng xây dựng công việc kinh doanh, cũng như tìm hiểu về sản phẩm của chúng tôi và cơ hội tạo thêm thu nhập. Trong chương trình khởi đầu hoàn hảo 90 ngày đầu tiên cùng Oriflame, bạn sẽ học được những kỹ năng cần thiết để sử dụng, chia sẻ và mời bạn bè. Hãy lặp lại ba hoạt động này trong mỗi kỳ kinh doanh để giúp bạn kiếm tiền ngay ngày đầu tiên và từng bước xây dựng thành công. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một cộng đồng làm đẹp lớn nhất thế giới. Hân hạnh chào mừng bạn. Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành. Hy vọng sớm được gặp bạn tại một buổi gặp mặt hay hội nghị Oriflame.